bản sửa lỗi. Rồi, xin kính chào tất cả các bạn. Sau đây là quá trình lắp Kenzo B9 trên xe Sirius 2018. Đầu tiên là chúng ta phải lắp cái khoen. Mình đã tháo cái khoen ở trong cái bóng đèn ra, trong cái bóng đèn Kenzo B9 ra, và mình lắp cái này vào chỗ đèn đầu tiên. Thì các bạn chú ý là ở đây nó có cái phần G ha, thì cái G này nó đã nằm đằng sau. Và mình lắp, mình vừa lắp cái chốt lại. Và cái mặt trước của Kenzo B9 có chữ B9 Cri, đây là cái mặt trên. Thì mình sẽ đưa cái bóng vào, cái bóng nó được giữ lại bởi bốn cái ron cao su chịu nhiệt, màu chịu nhiệt rất là bền ở đây. Và mình tiến hành mình đưa, mình thiếu hết một bước, đó là bước chụp cái cao su zin. Đó, cao su zin nó có cái chữ top. Cao su zin nó có cái chữ top thì mình sẽ gắn cái cao su zin vô trước. Gắn cao su zin vô cái chóa đèn. Đây là vị trí gắn. Và khi mà gắn thì các bạn nhớ chú ý là phải đẩy mạnh. Và cái ở giữa là nó nằm chung với lại cái khoen H4, cái chân H4 bằng nhôm hồi nãy mình đã gắn vào chóa đèn. Và bước tiếp theo là mình sẽ kiểm tra cái mặt nào có chữ V9 Cri. Đây là mặt trên, mình sẽ gắn vào cái chóa đèn và mình vừa gắn vừa xoay nhẹ. Đây là phía trước. Đây là hình ảnh phía trước. Thì cái phần con nó được lú ra khỏi cái chân H4 hồi nãy một chút xíu là vừa. Và sau đây là quá trình là mình sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tiêu cự. Mình sẽ mở khóa lên. Đây là ánh sáng của Kenzo V9 lắp trên xe Sirius 2018. Và đây là điều khiển cốt pha. Thì bây giờ hiện tại bây giờ nó pha hơi cao. Mình sẽ kéo bóng đèn ra đằng sau, lui bóng đèn thì pha nó sẽ thấp lại. Rồi, cốt pha cỡ này là vừa nha mấy bạn. Mình chỉnh cốt pha cỡ này là vừa. Kenzo V9 lắp vào chiếc Sirius này cho ánh sáng gấp 3 lần bóng đèn zin. Thì nãy mình đã thử cái ánh sáng trước đó và ánh sáng này thì cực kỳ sáng. Sáng hơn bóng đèn zin rất là nhiều. Và khả năng bấm đường rất là tốt. Và các bạn chú ý là sau khi mình gắn xong đèn thì cái cục driver này mình sẽ kiếm một cái chỗ trống ở bên trong đèn và mình dùng dây rút để mình rút lại. Mình dùng dây rút mình rút lại. Ngoài ra là cái tản nhiệt thì chúng ta cần phải tháo nó ra, phải bỏ nó đi. Và chúng ta phải banh hết tất cả những cái tản nhiệt ra giống như bông hoa nở. Đó. Cái này sẽ giúp cho cái việc tối ưu hóa tản nhiệt cho bóng đèn, để bóng đèn rất là bền bỉ. Rồi, chúng ta banh ra giống như vậy. Và mình nép vô thì nhiệt độ của các lá tản nhiệt này tầm 60 độ, không ảnh hưởng gì đến các cái dây điện ở trong và hệ thống điện của xe. Rồi, các bạn làm gọn lại. Và sau đó cái bước cuối cùng là mình sẽ gắn vào bầu xe. Các bạn có thể coi được cái ánh sáng của xe Sirius lắp Kenzo B9. Đây là ánh sáng pha cốt pha. Đó, ánh sáng rất là mạnh mẽ. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Thôi được rồi em.